Vừa qua, tại trung tâm hội nghị Luxury Palace, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim Natural đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và ra mắt giới thiệu sản phẩm mới Green Tea Serum. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu khoảng thời gian 5 năm gia nhập thị trường mỹ phẩm cao cấp Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế và quyết tâm chinh phục thị trường quốc tế của thương hiệu Kim Natural. Thành lập từ năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim Natural được biết đến là nhà sản xuất chuyên cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp. Năm 2020, Kim Natural vẫn giữ được sự tăng trưởng ổn định và bền vững nhờ sự linh hoạt trong cách thay đổi phương hướng tiếp cận khách hàng, mang đến sự đổi mới trong tất cả các sản phẩm và dịch vụ. Sản phẩm Green Tea Serum của Kim Natural có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, có công dụng triệt khuẩn mụn, tái tạo làn da dày khỏe, thúc đẩy da sản sinh collagen, mờ sạch vết thâm do mụn để lại, điều trị nám, tàn nhang, chống oxy hóa, bảo vệ da chống các tác hại từ môi trường xung quanh. Sự kiện công bố sản phẩm mới lần này được coi như là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của thương hiệu Kim Natural, hướng tới sự phát triển đột phá, lớn mạnh và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm cao cấp trong thời gian tới.